điểm đặc biệt của xe lăn là tích hợp nhiều thiết bị chuyên dụng như màng lọc ULPA, đèn UV diệt virus, bộ điều khiển tự động, bình cung cấp oxy, v.v. Khi bệnh nhân COVID-19 ngồi trên xe lăn với khung màng nhựa y tế bao quanh, các thiết bị sẽ tự động cấp khí tươi từ bên ngoài vào cho bệnh nhân và lọc sạch các giọt dịch chứa virus của bệnh nhân. Chúng tôi đã tính toán là sử dụng khóa điện tử không chạm để làm sao cho tránh sự chạm giữa mọi người và mọi người nhiều nhất. Thế nên mà khi kích hoạt lên thì bạn chỉ cần một chạm và nó đã kích hoạt lên rồi. Bác sĩ hoặc là người dùng đẩy xe lăn dùng tay chạm vào thì người khác chạm vào thì cái nguy cơ lây dịch rất là nhanh. Thế nên chúng tôi dùng cảm biến là không chạm. Xe lăn chạy bằng pin lithium có thể duy trì trong khoảng 7 đến 8 tiếng sử dụng liên tục, thiết kế gọn nhẹ, đạt chuẩn kiểm định của Bộ Y tế. Với cái thông số kỹ thuật chính mà chúng tôi đã kiểm, thông số về cái áp lực âm, nó có khả năng là cách ly cái môi trường ở ngoài với cả trong cái buồng, đáp ứng hoàn toàn được cái yêu cầu vận chuyển bệnh nhân trong cái tình hình dịch COVID này. Tuy nhiên, các nhà khoa học sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về mặt hình thức để xe phù hợp với nhu cầu thực tế của y bác sĩ và bệnh nhân. Chúng tôi sẽ phải tham vấn thêm trường đại học Bách Khoa làm sao đấy để cho cái việc thao tác của người nhân viên y tế trong quá trình vận chuyển bệnh nhân, nếu mà xảy ra cái biến cố gì đó cho bệnh nhân thì chúng tôi sẽ thao tác nó dễ dàng hơn. Cái thứ hai là khung của cái xe nó còn tương đối nhỏ, không được thoải mái lắm trong cái không gian nó hẹp như vậy. Đây là cái sản phẩm nghiên cứu, để thương mại hóa được sản phẩm thì có lẽ chúng tôi phải cần thêm một cái nhà đầu tư và những người có thể cùng đồng hành cùng chúng tôi đi tiếp, hoặc là có thể chuyển giao được cái thiết kế, cái nghiên cứu của này để biến nó thành một cái sản phẩm và có thể lưu hành được. Sau hơn một năm nghiên cứu, nếu có đơn vị sản xuất hợp tác với Đại học Bách Khoa sẽ góp phần nhanh chóng đưa sản phẩm ra thực tế. Và công suất lắp đặt có thể đạt 600 đến 800 xe một tháng. Thêm một giải pháp góp phần bảo vệ hiệu quả hơn bác sĩ và bệnh nhân trong đại dịch COVID-19.